tên đó sao nổi? Đi không nổi hả? Đừng sợ, đưa tay đi, nắm tay tôi rồi đi từ từ tới. Cùng đại thủ lĩnh, nhị thủ lĩnh, Thiên Hùng xin báo một tin mừng. Thiên Hùng, có chuyện gì thế? Dạ, tôi đang đi tuần núi theo lễ hàng ngày, thấy một chàng trai trẻ thân xác bơ phờ, đôi lòng khát cơm lặng lội đường sâu đi suốt cả đêm thâu. Người ấy không ai xa lạ. Mà ai không xa lạ? Dạ, người đó rất quen, là hoàng tử Tống Trường Long. Tống Trường Long? Phải, Tống Trường Long lên non Bạch Yến, tôi đã bắt giải về sơn trại chờ quyết định của thủ lĩnh. Đâu một, hãy đưa hắn vào đây. Tuân lệnh, dẫn vào. Tống Trường Long, Tiểu Anh Phùng.
Trường Long sao đã đến tụ nghĩa đường ở Bạch Yến Trại trước mặt thủ lĩnh ta, tại sao không quỳ xuống? Trời ơi, ta ngỡ ngàng đối diện với người xưa đang chìm chạy trên chiếc ghế quý quyền của non Bạch Yến, gầm thẹn cho mình vậy đông cung sống nơi lầu son gá tía, giờ phải gian nan lận đận trần. Cơ tạo trớ triêu dinh nhục soi dần, ta quỳ xuống đây không phải vì lòng tham sanh quý tử, mà chỉ để tỏ lòng ta tội với người xưa. Một nữ tướng xa trường hiên ngang chống giặc giữa triều đình, rơi lệ mắt sáng ngời xanh, biết ta đã vô tình làm giấy đục nét thanh cao. Thưa thủ lĩnh, kẻ thù trước mặt chỉ định liệu thế nào, cắn xác lột da hay xử ba đau? Phải xử ba đau, lâu la. Wow, tất cả chờ lệnh ta không được vọng động. Thưa chị, kẻ đã gây cho chị trăm thù ngàn hận, kẻ nhẫn tâm phê an lĩnh đem chị hành hình, tại sao, tại sao chị không mạnh dạn trả thù, tâm sát hai đền bù tội ác? Lâu la, không tiền, trói hắn lại, mời thủ lĩnh dương cung xả tiễn, băng thẳng vào ngực kẻ phụ nghĩa bạc tình. Ngọc Lan, dù người nở cầm bút phê vào á tử, ghép tội ta thí chúa chim sang hà, những nay thế thời thay đổi nhục dinh, ta đành lòng nào dương cung xả tiễn giết người xa cơ. Thổ lệnh, người không nở dương cung giết chết kẻ xa cơ, vì chút lòng nhân nghĩa cho sáng danh nữ kiệt, hay chẳng nào xuống tay giết người đã cùng thủ lĩnh thoát lại mình sang thể hải hẹn ước ba sinh lễ bái tờ hồng. Tên kia mi là ai mà nặng nặc bột tiêu tiên phương, giết ta cắt đứt dây tâm đồng ta. Ta là người suốt đời bên chân thủ lĩnh, dù chưa chia ngọt xẻ bùi nhưng đã từng giàu tử ra sanh. Thủ lĩnh, người đừng quên, nếu không có anh em nghĩa sĩ ở nơi đây liều sanh tử giải phá pháp cường, đưa người trở lại Bạch Yến Sơn, thì đã làm quỷ không đầu với tay đao phủ và hoàng tử Tống Trường Long đang hả hê bên chén rượu chung trà. Phải, vua có luật vua, cướp có luật cướp, kẻ giang hồ trọng điệp nhân nghĩa, ơn đền ơn, quán trả quán. Nếu chỉ không nỡ vuông cung xả tiện thì kia, chi lĩnh đánh lên đi, em sẽ thay chỉ cho mũi tên này xuyên vào tim kẻ bạc tình giống phu. Chúng tôi đã chờ lệnh thổ lệnh. Khoan, các em đừng buộc ta làm điều bất nghĩa, dù Tống Trường Long là kẻ bạc tình. Trước khi đền tội, anh Phụng muốn biết có phải người đến đây dọa thám để bắt tiêu anh Phụng rồi sang bằng đoán Bạch Yến